Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, vậy là những chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch. Trong ngày này, không ít những sự kiện xui xẻo vẫn liên tiếp xảy ra với 12 con giáp, vận đen vẫn liên tục bùa vây. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên đè đầu cưỡi cổ, trong ngoài không yên trong ngày 23 tháng 9 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi học dự báo, cục diện tương phá khiến người tuổi Tý sẽ gặp phải họa phá tài trong ngày hôm nay. Bạn cần cẩn trọng trong các mối đầu tư, lãi lời càng nhiều thì càng tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Người làm công ăn lương cũng khó hoàn thành được mục tiêu công việc bởi bị kẻ xấu tìm cách phá hoại. Những lúc thế này, bạn nên nhắc nhở bản thân giữ bình tĩnh, hành động nóng nảy, bốc đồng chỉ khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm lại là điểm sáng với bản mệnh. Bạn nhận được sự cổ vũ, động viên của gia đình, nhờ vậy mà có thêm động lực để đối diện với khó khăn, cuối cùng cũng sẽ hoàn thành mục tiêu mình đề ra. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Trong ngày 23 tháng 10, do bị thương quan ngáng trở, con đường thăng tiến của người tuổi Dần có dấu hiệu chững lại trong ngày hôm nay. Có thể bạn gặp mâu thuẫn với cấp trên, đối phương không tạo điều kiện cho bạn phát triển. Rơi vào hoàn cảnh này, trước hết bạn cần kiểm điểm bản thân xem mình đã hành động đúng mực hay chưa. Bạn không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho mọi người xung quanh hoặc là hoàn cảnh, vì như vậy bạn sẽ khó mà tiến bộ được. Kim khắc mộc, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng đang dần trở nên căng thẳng hơn. Hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, chẳng ai muốn thông cảm cho ai. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Cục diện tương xung ngăn trở, người tuổi Mão không nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người trong ngày hôm nay. Dù bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng phải tự lực cánh sinh. Chính vì vậy mà có thể bạn sẽ cảm thấy khá vất vả và chán nản. Hãy xem lại cách hành xử của mình, có thể bạn đã vô tình làm mất lòng quá nhiều người. Đến nay, người khác mới không muốn nhúng tay giúp đỡ bạn. Trong tương lai, bạn cần cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao, đừng nghĩ gì mà làm nấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Là tuổi Mùi. Ngày 23 tháng 10 âm lịch của người tuổi Mùi khá là xấu, thuộc trong top con giáp xui xẻo nhất. Khi ngũ hành của Nguyệt lệnh không ủng hộ bạn, vận khí suy yếu, làm gì cũng vất vả. Hôm nay chính quan gặp khắc chế công việc, chức vụ cũng chịu nhiều sự cạnh tranh, vận tài chính, tình cảm cũng đối diện với nhiều vấp ngã, đau đớn. Gia đạo của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay có nhiều điều bất ổn, gia đình của người tuổi này thường xuyên có xung đột, liên tục xảy ra những trận tranh luận và cãi vã. Đường xấu dễ bị tiểu nhân phá hoại, phải mất khá nhiều thời gian để giải quyết được công việc ngoài luồng, làm ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất và công việc chính. Do đó mà con đường công danh thăng tiến của người tuổi Mùi gặp không ít trở ngại. Lời khuyên cho người tuổi Mùi hết sức cẩn thận trong việc ký các giấy tờ, hợp đồng để tránh cho việc tiền mất tật mang, tránh để bị lừa gạt, mất tiền của mà không thể giải quyết được công việc. Ngày hôm nay do có thiên quan giáng họa, người tuổi Mùi khó có thể phát huy được tiềm năng của mình trong ngày hôm nay. Cấp trên thường tìm cách gây khó dễ, khiến bạn phải tốn nhiều thời gian giải quyết những công việc lặt vặt. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý đến mối quan hệ với đồng nghiệp của mình. Có thể kẻ tiểu nhân đang tìm cách hãm hại bạn. Thay vì trốn tránh, bạn nên đối mặt với kẻ đó để có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm mọi chuyện.
Thổ sinh kim cho thấy may mắn là con giáp này có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà người ấy dành cho mình. Dù có những lúc bạn không vui hay không hiểu mà trách lầm đối phương, thì đối phương cũng vẫn sẵn lòng thấu hiểu, và tha thứ cho bạn. Để có được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Dậu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, cục diện tự hình khiến người tuổi Dậu gặp nhiều khúc mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn thường tự than thân trách phận mà không nhìn thẳng vào thực tế trước mắt, xem mình có cần thay đổi ở đâu không. Trong ngày 23 tháng 10 âm lịch của người tuổi Dậu cho hay, chuyện tình cảm của bản mệnh không ổn trong khoảng thời gian này, bởi do có tài tinh khi bị khắc thì sẽ phát huy hết bên ngoài nhiều khuyết điểm xấu trong tính cách. Người cấm tinh con gà có tính cách nóng vội hay biểu lộ cảm xúc ra mặt, nên chuyện tình cảm đã xấu nay lại càng bất lợi. Đường số dễ xảy ra nhiều tranh cãi với nửa kia hay người thân trong gia đình. Nếu bạn không biết kiềm chế, dễ xảy ra chuyện chia ly. Trong ngày hôm nay, người tuổi Dậu vốn có vận thế không được tốt, lại thêm họa tiểu nhân, cho nên công việc không được mấy thuận lợi. Thêm nữa, đường công danh của người tuổi này lại gặp phải nhiều trắc trở, thi cử thì ít gặp may mắn, thành công. Đây là một tháng khá xui xẻo về tiền bạc, tài lộc đối với những người tuổi Dậu. Nếu không cẩn thận thì sẽ dễ mất tiền của, tài chính gặp khó khăn, tiền bạc túng thiếu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bạn sẽ chẳng thể nào tiến bộ và nhanh chóng bị người khác vượt qua. Nếu không thể tự mình nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, bạn nên trao đổi, chia sẻ với người đi trước, giàu kinh nghiệm. Chắc hẳn đối phương có thể chỉ cho bạn phương hướng đúng. Trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc là gân cốt. Bạn nên chú ý gìn giữ sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Trong ngày 23 tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Tuất phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảnh giác, không chắc chắn và lo sợ. Sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến con giáp tuổi Tuất có cảm giác mất phương hướng. Công việc ngày hôm nay của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Cục diện tương hại giáng họa, người tuổi Tuất khó tránh khỏi chuyện thị phi trong hôm nay. Dù bạn đã cố gắng hết sức để không tranh chấp, mâu thuẫn với người khác, nhưng dường như kẻ tiểu nhân cũng chẳng có ý định buông tha. Bạn không nên tiếp tục trốn chạy thực tế nữa, đã đến lúc bạn đứng lên và dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy được mình là ai. Sự nhẫn nhịn từ ngày này sang ngày khác chỉ càng khiến kẻ tiểu nhân thêm đắc chí mà thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.